Là cũng hơn 5 giờ hả bạn Cảnh? Là bạn Cảnh chạy 6 giờ hả? Trời ơi, vậy là sai lầm các bạn. Bạn Cảnh đã chạy cái chiếc cano này ra nè. Cái cano này thì giới thiệu với các bạn là cái cano bạn Cảnh đã đặt cho mình nè. Là cái hệ này là hệ đặc biệt nha các bạn. Tàu Cảnh luôn, còn Cảnh luôn. Tại vì mình quay nếu một hồi mình lỡ quá là mình không có quay được tới hụt hết các bạn. Lại chạy cái GB 1.10 là cái hôm trước mình sửa luôn nè. Đó, cũng cũ tàn xí vậy đó mà chạy nãy muốn qua mặt mình lúc nào qua mặt là ngại chết luôn vậy đó. Tấm sạc này là hôm trước là đóng giùm này là gửi cái dàn chạc dàn bừa gì ra đóng nè, thì đến chưa rồi, để ta chạy tới chỗ đi không chịu, nó đòi đổi máy, các bạn thấy máy bự khoái đó, nhưng mà máy bự thì chạy nó nặng nề lắm đó, đây là trước luôn. Thôi nước bạn ơi, nãy rớt không chạy nước nó trọng á, trước đi tính chắc rồi nhiều các bạn ơi, đó khó chạy lắm chứ không chơi đâu các bạn. Tới tiên mình đề ba nè, bằng cảnh đó mình không biết chạy giỏi sao thử thách mình hoài, thử giật thử có nhẹ không nha các bạn. Rồi có quay không biết, đây GB 1.10 không biết, để đi không sao đâu các bạn ơi, để dầm móc ra các bạn cắt ăn tắt vô quá đó, mình kêu mình xuống thử test vỏ liền cho mình không chịu, nó để anh Vũ xuống cho nó còn zin, hôm nay thì bức bách quá mới đem ra chạy hết gì nè, giờ anh Vũ giật nó không chạy nhục luôn, test cũng gió là coi chúng ta mở luôn đi. Để điện thoại xuống các bạn. Nổ các bạn ơi, tại giật nhẹ quá nó không có phê. Máy này hệ mạnh. Còn quay không biết nữa. Cái phim này chắc là cái giật giật luôn bạn ơi.
Bây giờ lục bình thì mình nhá lên cho các bạn coi chơi. Sướng lắm các bạn ơi. Đất này cũng chạm vàng nè. Chờ chờ anh cảnh cho mình đi làm bậy bạ cái lạc đường cái bất công nữa. Rồi anh chạm ra anh lại anh đỡ cỏ các bạn ơi. Còn quay không ta? Nó chẹo tay dính ra đúng không? Chạy vợ nhỏ muốn đi đâu được mà nó chào nó các bạn chạy kỹ đó đã muốn mất cây về cái nó buộc à. Hàng này là cũng thuộc hàng độc chiêu đó nha các bạn ơi. Cái cảm giác chạy vợ đó như thế nào? Nó ngập nước rồi bạn ơi, quá nặng phải không? Cái trước bỏ bạn lại thì sao? À, vài phút trải nghiệm thì mình cũng thấy nó cũng tê tê mà có cái gì bạn chơi bạn không cuột ra lại chân hồi nó tuột lên sao, tuột lên sao nè là sao? Nếm thì nếm nhưng mà cuột ta cuột cái này cho dính lại giùm cái. Không phải, nhưng mà ý tôi nói là sao ông cuộc cái này cho cứng lại nè, nó tuột. Giống như cái anh muốn nó cứng thì anh xe lại cái cũng được. Xe lại là nó cứng hả? Ừ, nó. À. Rồi rồi, ok. Nhưng mà chạy anh trước đây anh phải chạy ra đó rồi chứ không có ra. Ừ. Ra máy đó nhiều khi mình muốn nhanh nó không được. Nhiều khi mình buông ra cái là phải cho nó xuống liền. Cái cảm giác ngồi này nó cũng vững các bạn ơi, nó vững hơn cái tưởng tượng của mình. Nãy mình thấy bạn cảnh chạy là tượt tượt, mình cũng thấy sao sao mà giờ chạy hồ quen rồi. Nhưng mà biết sao không, không dám chạy nhanh tại cái tay cầm cái điện thoại có gì cái gọi luôn. Nhưng mà bạn chạy cảnh qua chạy cái máy đó là biết là rất là khó khăn, cộng với nó vô nước nữa. Thôi chắc bạn chạy trước đi. Ở dân này đang đi ghe mà cũng không đến đổi các bạn ơi, chạy được. Chứ cộng thêm cái vỏ đó giờ nước chứ lắm rồi. Giờ mình khởi động lại nè, không biết ông kia chạy không. Mình sửa mà mình điều khiển nó cũng không bằng mấy cái người chạy các bạn, chạy điều khiển mới dữ. Còn chắc là mình chạy la gai thôi các bạn ơi, nguy hiểm quá. Bên mà để tôi cho nó cái này luôn.
các bạn ơi, chín cái bọc cho má rồi. Nhưng mà thật sự mình chọn cái bản cảnh này không có khó khăn gì hết. Nhà bằng cảnh này.